Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại trung tâm xe đã qua sử dụng. Em và tới có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và số điện thoại của em là 0977 500 055. Quý anh chị nào đang có nhu cầu trao đổi mua bán các thông tin các dòng xe đã qua sử dụng, liên lạc qua số điện thoại của em để được hỗ trợ và định giá tốt hợp lý nhất quý anh chị nhé. Hôm nay xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu xe mới về đến cửa hàng bên em. Đó là chiếc Toyota Fortuner máy dầu số tự động, được sản xuất năm 2019, xe tư nhân và biển tỉnh nhá quý anh chị nhá, chạy có 5 vạn. Mời anh chị cùng em xem qua. Đây là phần đầu của chiếc xe này quý anh chị này. Phần đầu của chiếc xe với mặt ca lăng được sơn bóng, được mạ chrome thưa quý anh chị nhá, mạ chrome. Ngoài ra cụm đèn trước của chiếc xe đây, đèn chiếu gầm. Đấy, lốp của chiếc xe này quý anh chị này, chạy có 5 vạn thôi. La răng 17 inch. Lốp thì tất cả dàn lốp đều là còn nguyên bản theo xe. Đấy, gương kính lên xuống điều và đã dán phim cách nhiệt. Ngoài ra nội thất ghế da. Đấy, cần số đây quý anh chị nhé. Cần số, hai chế độ lái. Hàng ghế sau của chiếc xe thì cái khoảng trống phía sau nó rất là rộng, quý anh chị ngồi rất là thoải mái nhé, có thể gập lưng thoải mái. Phần cụm đèn sau, phần đuôi xe đây quý anh chị ạ. Camera lùi, đây cảm biến, lốp sơ cua đây quý anh chị nhá, sơ cua hạ một lần rồi, khung gầm của chiếc xe. Những con ốc giảm sóc và những chi tiết chiếc xe vẫn còn. Động cơ 2.4, mức tiêu hao 8 lít, 10 lít và 7 lít quý anh chị nhá. Đây khoang chỗ ghế lái, tắp bi cửa, điều chỉnh gương kính, ghế chỉnh điện, vô lăng này quý anh chị này. Chạy 5 vạn. Rất ít đúng không quý anh chị? Màn hình rồi. Đấy, chìa khóa cơ, điều hòa. Về những chi tiết keo chỉ máy móc đều còn nguyên bản nguyên zin quý anh chị nhá. Anh chị nào đang có nhu cầu mà mua bán trao đổi các dòng xe thì liên lạc qua số điện thoại của em. Em bên em luôn hỗ trợ và tư vấn quý anh chị. Đây, những con ốc keo chỉ máy móc nguyên bản nguyên zin quý anh chị nhá. Vâng, khoang máy là nguyên bản động cơ của chiếc xe. Với tiêu chí bên em khi mua một chiếc xe và cam kết cho quý anh chị với chiếc xe không bị lỗi lầm tai nạn đâm đụng ngập nước, giấy tờ linh pháp lý đầy đủ. Chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70%. Anh chị nào đang có nhu cầu mua một chiếc Fortuner máy dầu số tự động thì Fortuner sẽ có đời từ 18 đến đời đến nay quý anh chị nhá, là sẽ có máy dầu. Thì cái tầm giá thì loanh quanh khoảng 1 tỷ đồng thì anh chị sẽ sở hữu được một chiếc Fortuner máy dầu số tự động. Và lăn bánh của chiếc xe này là 1 tỷ 235 triệu, chưa tính chi phí phát sinh thêm quý anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.